Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Top 4 bảng xếp hạng là một vị trí quan trọng. Các đội sẽ có chiếc vé tham dự vòng playoff để chinh phục chức vô địch của đấu trường danh vọng. Một số đội tuyển sẽ coi vị trí đó như một lời khẳng định về vị thế tại đấu trường danh vọng. Một số khác sẽ coi đó như một lời khẳng định thực lực của mình trước những chỉ trích đầu mùa giải. Ở đầu mùa giải thì bọn mình từng bị xem như là đội lót đường và đội mua sốt. Nhưng tính đến hiện tại thì bọn mình đã chứng minh được cho mọi người thấy Viên Nghiêm Minh là một đội tuyển có năng lực và xứng đáng có mặt tại top 4. Mục tiêu của Bắc là tìm lại hoàng kim trong quá khứ. Nước ngoài rất khó để cạnh tranh những ngôi vị đầu bảng. Nên việc lọt vào top 4 là cách duy nhất để bọn mình chinh phục chức vô địch. Quang Hải lùi lại một nhịp và càng chọn được vị trí bắn rất đẹp. Hạ gục được Cyrus, hạ gục được Benusam. Sau khi kết thúc lượt đi thì bọn mình đã có những bổ sung nhân sự chất lượng như Quang Hải và Nofi. Tại lượt về, bọn mình đã không có sự thay đổi nhân sự nào cả. Bắc Nguyên Minh vẫn đang cố gắng cải thiện chiến thuật và những lượt tấm chọn mới để có được một vị trí trong top 4. Bắc Nguyên Minh đang là đội tuyển xếp sau ngay sát Viên Nghiêm Minh và bọn mình đã đánh bại hầu hết các đội tuyển chiếu dưới. Nên chỉ cần bắt được cái đuôi của Bắc thì cánh cửa vào top 4 của Viên Nghiêm Minh sẽ rộng mở hơn. Bọn mình đã thua trước Sài Gòn Phantom và Pháp Esports tại lượt về này. Bọn mình đang rất cần một chiến thắng trước Viên Nghiêm Minh để vực dậy tinh thần toàn đội. Khi tinh thần tốt hơn thì bọn mình sẽ chiến thắng những đối thủ yếu hơn và có cơ hội lọt vào top 4. Bởi vì băng vào từ tuyến sau, Gray cũng được thành công Kiran. Triple kill đến từ người trên rừng của Vigaming, đó là Gray. Gray đang là người dẫn dắt lối chơi của Vigaming, một lối đi rừng rất khó chịu và đầy đột biến của anh chàng dễ thương này. Mục tiêu được băng lựa chọn đó là Ara. Ara vẫn có thể lồn ra khỏi giao tranh và anh ta quay trở lại bắn với chiếc cuối rất nhiều sát thương. Ara vẫn đang là xạ thủ hàng đầu tại đấu trường danh vọng và anh vẫn đang gồng gánh Box Gaming. Quang Hải chúng ta Quang đã có đồ giải chạy được và sau đó Bạc Kim băng lên, Bạc Kim đang quẩy vào Quang Hải nhưng Quang Hải lùi về được và anh ta vừa xỉa vừa bắn. Bạc Kim có thể sẽ phải đập xuống và đó là cú chỉ định mệnh của Quang Hải. Quang Hải đã thích nghi tốt với vị trí đường rồng. Kéo đấu giữa Quang Hải và Ara sắp tới sẽ thực sự rất hấp dẫn. DAT đang thả diều, Han đã đẩy ngược đối phương và chọc trụ nhưng không sao cả. Bớt LB vẫn có được cái mạng của Han. Kiếm tân gian được bật lên và bây giờ thì Bắc Việt Minh họ đang phải lùi về. Không lùi được Quang Hải tiếp tục đập xuống bảng thứ ba. Bớt LB đang thể hiện một bản sắc rất khác biệt. Cả Quy và Alen đều là những con tướng tủ của Bớt LB. Kiza đang rất thấp máu, thuyền bạch tuộc là rất đẹp kết hợp thêm cùng với trận trận. Nhưng một lần nữa là pháp trận thật kỳ đang giúp cho. Để Ara xanh thì phải có Opa. Anh cùng Akachi vẫn đang là chỗ dựa vững chắc cho Ara có thể gánh team. Trận đấu sắp tới sẽ là trận đấu quyết định của Vigaming. Việc lọt vào top 4 hay không đều phụ thuộc vào kết quả của trận đấu này. Nếu thất bại trước Vigaming và không thể lọt vào top 4 thì đây sẽ là một mùa giải thảm họa đối với bọn mình. Bóc Gaming nhất định phải thắng Vigaming trong loạt trận lần này. Khi cuộc đua top 1 bảng xếp hạng dần ngã ngũ thì cuộc đua vào top 4 sẽ là cuộc đua hấp dẫn nhất tại đấu trường danh vọng ở thời điểm hiện tại. Vigaming hay Box Gaming? Câu trả lời sẽ có vào thứ 6 này. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao của đấu trường danh vọng mùa đông 2020 và các giải đấu Liên Quân trên toàn thế giới.